À, đúng rồi, bây giờ con tìm xem chữ cờ ở đâu, con tích vào. Đúng rồi, tiếp tục. Gì đấy? Đúng rồi. À, thế à? Ừ, thế con lấy bút chì con tìm chữ cô đây ạ. Cô nào? Rồi, tiếp tục. Con có thể lấy giấy rõ ra. Ồ, đúng rồi. Nào, chữ cụ nào? Cờ u cu nặng cụ à? Đúng rồi. Tiếp tục. Con mấy chữ hai con lau sạch đi, lau sạch cái chỗ này này, lau sạch cái chỗ này đi. Đấy, để con đánh đọc cho nó dễ. Con biết nè.